setting chỉ có thế thôi. Còn phần gì nhỉ? Còn phần ở đây, ngay bên dưới này. Ta sẽ phải ấn xuống nữa mới có thể thấy được. Camera setting nhỉ? Battle Boy. Nó có thể chọn tiếng ngôn ngữ không ta? Tiếng Nhật, tiếng Anh. Sub là âm thanh. Visual Stack. Display Setting. Ở đây rồi. Full Screen. On nữa các bạn. Chết, quên chưa chỉnh cái kia nữa. Không có trợ màn hình tiêu chuẩn cho mình các bạn ạ. Của mình là mù 0x900 cơ. Còn cái này đều là những tiêu chuẩn mà vượt quá cái khả năng cái màn hình mình có thể cung cấp. Xài tạm cái này đi. Hay là chơi ở cái chế độ đó là cửa sổ ấy nhỉ. Đặt cái này đây đi. Mọi thứ thì có vẻ là được setting khá là cao. Được rồi, thế thôi. Sau đây mình sẽ ấn Spec để cho nó xếp lại những cái setting mà mình đã điều chỉnh. Data up đây. Bây giờ mình sẽ vào game thử xem chơi như thế nào nhá. The game Extra level, Galaxy level, Difficult level, choose this option if you want to play out the game normally. Let's see Difficult level, recommend for the tool access to start the game time at all and action game in general. Level để chọn cái chế độ dễ dàng tí. Tại vì thứ nhất là mình chưa từng chơi những thể loại game như này. Thứ hai là về cái thể loại giả lập thì mình càng ít chơi hơn. Bởi vì mình khá là khó chịu với cả cái chế độ giả lập của tất cả các tựa game này. Nói qua một chút về câu chuyện của Star Ocean The Last Hope ấy, thì chúng ta sẽ đi phiêu lưu bên các hành tinh. Bởi vì trái đất đã nổ ra chiến tranh thế giới thứ 3 và bị hủy diệt. Chúng ta sẽ phải ra ngoài trái đất phiêu lưu các hành tinh khác để kiếm vùng đất mới. Đại khái là như vậy. Đây là cái tựa đề có thể nói là được khai thác bởi rất là nhiều game rồi. Và Ocean Last Hope cũng không phải là điều ngoại lệ. Thế nào? Đây các bạn thấy đấy. Đây là cái phần mở đầu của tựa game này. Nó cũng giải thích qua một chút về phần cốt truyện của tựa game nhé các bạn. Nhưng mà nào có vốn liếng tiếng Anh tốt thì các bạn có thể hiểu rõ được cái chân tơ kẽ tóc của cái cốt truyện của tựa game này. Trapped in underground cities. Countries join together to form the greater United Nations and turn their eyes skyward to space. With the establishment of the USTA, or Universal Science and Technology Administration, man began to seek new worlds beyond the stars. Yeah, quen thuộc anime đúng không? The first year of the new space date calendar. Thanks to the success of Professor Trillis Bakhtine's warp drive experiments, mankind's dream inched ever closer to reality. The USTA secretly began to implement its. Nhưng mà nào có màn hình to thì có lẽ các bạn sẽ trải nghiệm tựa game một cách thoải mái hơn mà không phải chơi theo kiểu chế độ cửa sổ như mình như này. Các bạn có thể bật chế độ Full HD 1920 ở đâu? Đúng rồi, 1920 1080 lên. At last, the first official SRF mission. Xong chưa? Xem thử cái game này nó chơi như thế nào nào. This moon base will be the start of our travels. Mình cũng ít khi làm về cái thể loại game đó là anime. Biết mình hình ảnh của anime trông thế nào ấy. Đã mình già trước tuổi rồi. Cho nên là hình ảnh nó không còn phù hợp mình nữa. Vô lý. Ôi. I knew you'd be here. Nhưng mà này nhìn có vẻ quen quen. I just can't get away from you, can I, Raimi? Có vẻ như là được cosplay khá là nhiều rồi. I know all your hiding places, Edge. Hình ảnh có thể nói rất quen thuộc. Ai mà là fan của anime hay là manga các thứ đúng không? Nhân vật mắt to da trắng và những kiểu tóc của nó là vô cùng đặc biệt mà gần như không ai có thể để được. As long as you're so quick to flare up like that, I guess. If you're here, I guess the departure ceremony is over, huh? Anyway, tối ưu hóa sự dễ thương của nhân vật cũng như là các cái chi tiết thì nó rất là hư cấu, từ trang phục cho đến là đầu tóc, đặc biệt là đôi mắt to một cách khó hiểu.
Đó chính là cái sự hấp dẫn của các cái thể loại anime manga đem lại cho người hâm mộ. Oh, what the fuck, chúng ta sẽ nói đến bao giờ đây? But Shimada's pontificating would just put me to sleep. That's USTA. Cái giọng thực sự là không hề phù hợp với cả cái thiết kế nhân vật một tí nào cả. Besides, I didn't want to see Crow gloating over his success anyway. It just really bugs me. And you call me childish. Mình không thể nào tua được cái đoạn này các bạn ạ. You just better not be late for launch preparations, you hear? Ui giời ơi. Cái gì? Cái gì đấy? À, giả lập các bạn ạ. Được rồi. Trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Chúng ta sẽ học được từng cái một. Go. WASD nhé các bạn. Action. Request. Return. Ok, Tech Lesson. Cái này mình chỉ đang học di chuyển thôi. Press A, chỗ up. À, Tech K, A là tiếng gì nhỉ các bạn ạ? Chết rồi, nãy giờ mình quên mất rồi. X. Spike. Không phải. À, chuột các bạn ạ. Quên mất. Khi mà các bạn đứng chuột thì tự động nó sẽ chọn đến mục tiêu để hit. Đây là cơ chế có lẽ tự tìm mục tiêu để tránh cái tình trạng đó là chúng ta sẽ đi lang thang và không biết mục tiêu mình ở đâu cả. Đây, ấn chuột một cái tự động tìm đến mục tiêu chém luôn. Được rồi. Sẽ tới phần tiếp theo à? Selection. Sẽ là nhiều mục tiêu. Vậy thì cái cơ chế AI của nó sẽ chọn mục tiêu như thế nào đây? Khi mà chúng ta ấn chuột. Lại ấn nhầm rồi. Ấn nút gì chọn mục tiêu nhỉ? Y. Các bạn đợi tí nhá. Bây giờ thì mình lại lẫn luôn rồi. Thì quên sử nút để thoát ra rồi. X, G, F, E. Ui, nút lòng hoàng quá. Ok, ở nút control là để lock on mục tiêu. Còn nút nào để mục tiêu, đỡ fuck. Khó chịu nhỉ. Thậm chí bây giờ mình ấn còn không tìm được cái nút nào để ra thoát màn hình menu nữa. Hold B to jump button and use the left stick to jump any direction. Ok, nút B nút nào? Well fucking done. À, jump là chuột phải nhé các bạn. Bây giờ mình chỉ biết là A là chuột trái này, B là chuột phải này. Còn the head attack and mid jump. Chúng ta đã được huấn luyện, chúng ta có thể hiểu đại khái đơn giản như vậy. Nhưng mà các cái nút này bây giờ mình không thể nào thoát ra menu được. Tí nào để ấn menu nhỉ?
Sao ta ra menu để học thuộc mấy nút nhỉ? The fuck, cái game này bực mình đấy. Khi bị đối phương gồng lên thì chúng ta sẽ giữ nút B để tạo ra một cái khiên để phòng thủ. Rồi, đại khái được như vậy. Không ổn rồi, thoát ra thôi. Rồi lại nói nữa. À đây, skip đi thôi. Thật sự khá là khó chịu với kiểu game giả lập như thế này. Đó là lý do tại sao mình rất ít khi làm những thể loại game anime, vì đa số game anime đều là nó phát hành trên cái Nintendo với cả cái gì của Nhật Bản á. Cho nên nó rất thường xuyên là hay là cái game giả lập. Rất là khó chịu. Ok, bây giờ làm sao để thoát ra? Đây, xác định rồi. Control Link Animation. Enter XFQE13. Enter XFQE13. Nãy ấn F không ấn được menu các bạn ạ. À, trong chế độ đó không sử dụng được phím menu nhỉ? XFQE13. Ui. Khó chịu nhỉ. Thật sự là rất là khó chịu đấy. Thôi thì cứ học thuộc mấy cái nút này vậy. XFQE13 nhớ nhá, XFQE13. Spike Enter. Ok, chơi nào. Rồi đi đâu đây? Chúng ta sẽ bật Spike lên để mở cái bản đồ lên. Có lẽ chúng ta sẽ tới mấy cái điểm chấm than kia để làm nhiệm vụ gì đó đúng không nào? Ở đây à? Ở đây có cái đất gì đâu. Rồi heo. Chúng ta sẽ sử dụng phím điều hướng để quay lên quay xuống này các bạn. Nhưng mà góc của nó sẽ bị hạn chế khá là nhiều. Ok. Xếp lại. Này. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ xếp lại nó ở đây để khi nào chúng ta nếu mà chơi lại bị chết thì chơi lại, chúng ta sẽ chơi lại từ đây chứ nào. Một cơ chế thì nó rất là quê mùa. Đa số các game thời điểm hiện tại thì đều đã có chế độ tự động xếp rồi. Không hiểu sao bây giờ chúng ta lại phải tự xếp ở đây nữa. Đi đâu và làm gì? Có cái dấu chấm than ở kia và... Đi đây à? Nhào. Sẽ đi thử vào đây xem sao. Xem có gì ở đây.
Well, I will have to try again later. Chúng ta sẽ không làm gì, không làm được gì ở đây hết. Hình như mình đang lạc đường thì phải. Ờ fuck. Khó hiểu vãi trường vậy. Ờ, lạc đường xưa rồi. Đây là đâu? Tôi là ai? Game này có vẻ càng lúc càng khiến mình khó chịu đấy. Đây rồi, quay lại điểm xuất phát đầu tiên đây rồi. Chúng ta tới đâu nhỉ? À, tới giờ chấm than đấy các bạn. Đằng sau lưng chúng ta kìa. Lại phải hoàn thành lại cái phần luyện tập nhỉ. Có chịu nhỉ? Rồi, mình sẽ cố gắng. Moving, attack, lose more, jumping. Bắt đầu từ đây. Đi mày. Yurus Gao Su Funichago. Bắt đầu chưa? When the Rush Gao is full in charge, I cheat the Rush. Ok, một cái nữa là full. Rồi, 100 rồi. Bây giờ thì làm sao? Ấn X à? À, có lẽ là khi mà chúng ta bị đập cho đến khi là đầu tích lũy 100 điểm thì chúng ta châu bò rất là nhiều các bạn ạ. Rồi, mấy cái sân. Cái gì đấy? Quỷ. What? Hả? Sử dụng phím Q và phím E để đổi cái nhân vật bóng thôi các bạn. Không hiểu chức năng nó làm cái gì nữa. Rồi, Mike Jackson. Try to moving camera position with the right stick. Rồi sao? Moving camera rồi đây. Ok chưa? Defeat all the enemy. Rồi, như là chiến với tất cả. Ây à, ăn đòn rồi. Cái lối đánh như tấn công của cái tựa game hơi tù vậy. Không biết sau này nó có phát triển thêm những cái phần như là lên level rồi là thêm skill các kiểu không. Nhưng mà cả game 50 mấy ghi mà chỉ đánh đấm như thế này thì buồn cười quá. Ây ô. Đâu đấy. Rồi, defeat toàn bộ enemy. Mọi chuyện có vẻ khá là đơn giản và dễ dàng. Vấn đề khó nhất chỉ là làm quen với các cái nút mới thôi. Đó, mình nghĩ là cái vấn đề lớn nhất mà bất cứ ai phải gặp phải khi mà chơi cái tựa game này.
Rồi, có lẽ thì mình cũng sẽ đến đây thôi. Thực sự cái tựa game này nó không 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 tạo cho mình được bất cứ một cái gì gọi là hấp dẫn cả. Khá là khó hiểu. Sau đây được coi là bom tấn anime của bom tấn game về thể loại anime trong năm 2017 nhỉ? What the fuck? Được rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và crack cái tựa game đó là Star Ocean The Last Hope. Chúc các bạn download game thành công và chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Sự khá là khó hiểu. Ok. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.